Quý vị thân mến, khi phát hiện những trường hợp bạo lực gia đình, cần tố giác, ngoài cách thức là đến Quỹ ban nhân dân hay trụ sở công an nơi ở gần nhất, thì vẫn còn một hình thức khác để người dân có thể tố giác hành vi này. Đó là mọi người có thể gọi về số tổng đài điện thoại quốc gia và phòng chống bạo lực gia đình. Tổng đài này sẽ hoạt động liên tục 24 trên 7. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76 năm 2023, quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình trong đó nêu rõ quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua tổng đài đi hoạt động 24 giờ tất cả các ngày tổng đài đi sử dụng chung số điện thoại 111 không thu phí diễn thông đối với người gọi đến gọi đi và phí tư vấn đối với người gọi đến tổng đài điện thoại quốc gia phòng chống bạo lực gia đình ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác hành vi bạo lực gia đình người tiếp nhận phải thông báo cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi được thông tin xảy ra hành vi bạo lực gia đình để giải quyết theo quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì về xử lý theo quy định của pháp luật về trẻ em. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2023.